Chào mừng bạn đến với kênh Top Sao Hàn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý có trong ngày với những thông tin xoay quanh các ngôi sao K-pop của chúng ta. Girl on Top là nhóm nữ tân binh khủng long hot hòn hòn hiện nay. Dù là tân binh nhưng trên thực tế girl group này quy tụ toàn những gương mặt đình đám nhà SM qua 4 thế hệ là Boa, Taeyeon, Hoyeon của SSG, Seungri, Wendy của Red Velvet, Karina và Winter của aespa. Tuy nhiên thì mới đây một tình huống của nhóm đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Boa, Hoyeon và Karina đã trả lời câu hỏi ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì bằng 5 ký tự. Câu trả lời của Boa dành cho Hoyeon là em ấy rất dám nắng, tưởng chừng như không có gì nhưng đã gây nên tranh cãi dữ dội vì bị cho là mang ý nghĩa miệt thị mỉa mai màu da. Làn da trắng là tiêu chuẩn cái đẹp tại Hàn Quốc, chính vì vậy nhiều dân mạng cho rằng câu trả lời của chị đài Boa hàm ý tiêu cực. Hoyeon cười đùa và hỏi lại rằng em dám nắng đến vậy sao, theo cách đầy vui vẻ. Nhưng nhiều fan cho rằng câu nói của Boa có thể khiến thành viên SND tổn thương, đồng thời chỉ trích nữ ca sĩ vì sự thiếu tinh tế. Karina cũng bị ném đá vì cười đùa theo trong tình huống này. Nhiều fan bày tỏ sự buồn phiền khi nhiều idol K-pop phải tỏ ra vui vẻ trước ống kính máy quay dù phải nghe những lời nhận xét ngoại hình tiêu cực. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng các nữ idol vui vẻ với nhau và câu nói của Boa không mang ác ý. Ngoài ra thì Boa và SSD vốn giữ mối quan hệ thân thiết như chị em ruột nhiều năm nay nên đây cũng không phải là câu nói quá nặng nề. Hiện tại thì SM và bộ ba thành viên Girl on Top đều chưa lên tiếng về tranh cãi này. Chúng mình là Top Sao Hàn. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới và hot nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.